Lôi máy hút bụi ra các bạn ơi! Tới lúc hút bụi rồi! Thật mà, nhìn thảm nhà bạn mà xem! Ủa? Vacuum trong tiếng Anh đúng là hút bụi mà! Không phải à? Ồ, được rồi, bắt đầu lại nhé! Nè, bạn có tin không nếu tôi nói rằng có một bài tập chỉ tốn của bạn 5 phút một ngày nhưng lại giúp bạn sở hữu vòng bụng đẹp như mơ? Tôi đang nói tới bài tập Abdominal Vacuum, nghĩa là hóp bụng. Và nó có thể giúp bạn lọc sạch mỡ bụng đó. Cùng tìm hiểu nhé! Bài tập này trở nên phổ biến nhờ các vận động viên thể hình như Frank Zane và Arnold Schwarzenegger vào những năm 70. Những kỹ thuật này không thuộc về bộ môn đó, mà là yoga, cụ thể hơn là nhờ động tác plank. Bài tập hóp bụng này là dựa trên kỹ thuật hít thở, còn có tên là thở bằng bụng. Bạn có thể thực hiện ở bất kỳ tư thế nào, đứng, ngồi, thậm chí là nằm ngửa. Chỉ có mỗi trồng cây chuối là không thôi, nhưng đâu thể được voi đòi tiên. Tuyệt vời hơn nữa, bạn không cần tới dụng cụ, trang phục gym hay bất cứ thứ gì, chỉ cần cơ thể của chính mình và một vài phút thôi. Nghe hay đấy. Nào, trước khi tôi mô tả cách thực hiện và bạn tập theo tôi, hãy nghe qua một số cảnh báo quan trọng đã. Nếu bạn có vấn đề về tiêu hóa, tim mạch hoặc huyết áp, thì đừng thực hiện bài tập này, trừ khi bác sĩ cho phép. Phụ nữ mang thai, vừa sinh được vài tuần và những người vừa phẫu thuật ở vùng bụng trong vòng 6 tháng trở lại đây cũng không nên thực hiện bài tập này. Nếu bạn không gặp phải vấn đề nào như vậy thì cũng nên lưu ý một điều nữa. Luôn để ý tới cơ thể khi thực hiện bài tập hóp bụng. Nếu cảm thấy không ổn, dù là chóng mặt hay đau bụng, hãy ngừng tập ngay và đi gặp bác sĩ. Vậy là bạn không có vấn đề về sức khỏe. Tốt, đã xong phần cảnh báo. Giờ hãy thực hành nhé. Nếu bạn chưa từng tập hóp bụng bao giờ thì hãy đứng thẳng để tập. Bắt đầu từ đó sẽ dễ hơn. Bạn nên hơi chúi người về phía trước, để tay lên đùi và mặt hướng về phía sàn nhà. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra hết cỡ. Hãy nhớ là phải để ý tới cơ thể và cảm nhận phổi hoạt động. Đây là lượt hít thở để chuẩn bị. Sau đó, hít vào bằng mũi thật chậm rãi và sâu hết mức có thể. Nào, hãy tưởng tượng bạn là quả bóng bay. Hãy xả hết hơi trong người ra qua đường miệng. Bạn có thể kêu phù để đảm bảo rằng toàn bộ hơi trong phổi đã ra ngoài hết. Mà làm thế mới giống bóng bay phải không? Hãy làm thật chậm tới khi không còn chút hơi nào trong người. Hơi lạ, nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy trong người mình quả là có nhiều khoảng trống. Nào, đây sẽ là lúc bạn hóp bụng thật sự. Hãy hóp bụng lại hết mức. Bạn có thể tưởng tượng mình đang đẩy cho rốn chạm vào xương sống. Và nếu bạn không thể hóp bụng thật sâu thì cũng không sao. Bài tập này cần thời gian và thực hành. Nếu làm đúng, bạn sẽ cảm thấy cơ hoành của mình bị căng. Nó là loại cơ nằm sâu trong người, còn được gọi là một loại áo chẽn tự nhiên. Nhân tiện, đừng ngạc nhiên nếu thấy khó thở trong tư thế này. Bởi nếu đứng ở tư thế khác, cơ bụng sẽ thả lỏng và như thế thì không hiệu quả. Nếu đây là lần tập đầu tiên, bạn có thể sẽ chỉ giữ được 5-10 giây. Nhưng nếu thực hành hàng ngày, bạn sẽ kéo dài được thời gian, thậm chí người nào tập giỏi thì có thể lên tới 1 phút. Khi hết thời gian, hãy thở bình thường và thả lỏng cơ bụng để lặp lại các bước trên. Bạn có thể hóp bụng 3 lần, mỗi lần 10 giây, nghỉ 2 phút rồi thực hiện thêm 3 lần hóp bụng nữa. Ê, đừng vội vàng! Tôi còn vài mẹo và thông tin quan trọng khác để chia sẻ trước khi bạn bắt đầu thực hành. Để tiến bộ nhanh hơn và đỡ cảm thấy buồn nôn, hãy chỉ tập bài này khi trong bụng không có gì. Tập vào buổi sáng trước khi ăn hoặc tập buổi tối trước khi đi ngủ là hoàn hảo nhất. Dù trang phục không quan trọng lắm, nhưng hãy chọn những bộ đồ không làm hạn chế cử động hoặc hít thở. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, nếu đây là lần tập đầu tiên và bạn chưa thành thạo kỹ thuật này, hãy làm trước gương. Như vậy, bạn sẽ quan sát được tư thế của mình và biết ngay nếu làm chưa đúng. Nhân tiện, đừng nản chí nếu bạn chưa thể tập chuẩn trong vài lần đầu tiên. Thường thì phải luyện một thời gian mới có thể thành công. Bạn sẽ không mất nhiều hơn 10 phút một ngày, nhưng cố gắng 5 phút là tuyệt nhất. Nếu làm quá lâu, phổi có thể sẽ bị quá tải. Ngoài ra, lượng oxy dư thừa có thể gây chóng mặt và đau đầu. Bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu, ví dụ như khi chờ xe buýt, xếp hàng thanh toán ở siêu thị hoặc khi đang ngồi làm việc. Nếu định thực hiện khi ngồi, thì giữ tư thế đúng là điều rất quan trọng. Hãy ngồi thẳng trên ghế và đặt tay lên đùi, thả lỏng và giữ xuôi vai, hơi đẩy vai về phía sau. Sau đó, hãy thực hiện như bình thường, hít vào chậm rãi và thở ra hết khí trong phổi trước khi hóp bụng và giữ nguyên tư thế đó. Và như đã nói trước đó, bạn cũng có thể thực hiện bài này khi nằm ngửa trên sàn. Hãy giữ cho lưng thẳng, gập đầu gối lại
và bàn chân áp xuống sàn nhà. Bạn có thể để tay xuôi hai bên. Giờ thì bạn đã sẵn sàng hít thở sâu và hõm bụng lại như bình thường rồi. Có một cách nữa để tập bài này, đó là tư thế bò. Hãy đảm bảo rằng đầu gối thẳng hàng với hông, tay cũng phải thẳng với vai, đừng cong lưng hoặc cổ, hãy nhìn thẳng xuống sàn nhà. Sau đó, tiếp tục hít thở và hõm bụng như trên. Khi đã thành thạo kỹ thuật hõm bụng này, bạn có thể tập nâng cao. Ngay khi đã trút hết khí trong người ra và hõm bụng vào sâu hết cỡ, hãy thử thả lỏng bụng ra như kiểu phồng bụng lên ấy. Đừng hít vào, hãy chỉ gồng cơ bụng lên thôi. Sau đó, thả lỏng và thực hiện tiếp lần nữa. Bài tập hõm bụng rất hiệu quả trong việc làm thon gọn vòng 2. Nó có thể giúp eo bạn giảm tới 10cm trong vòng 3 tuần nếu bạn làm đúng. Mà hiệu quả của nó không chỉ có vậy. Bài tập này còn có thể chỉnh dáng, giảm đau lưng và thực sự có ích cho hệ tiêu hóa vì nó xoa bóp các cơ quan nội tạng. Và cuối cùng, hãy kiên trì và thực tế. Bạn sẽ không thể có cơ bụng 6 múi sau một đêm, vì thế hãy tập hõm bụng đều đặn. Ngoài ra, sẽ chẳng có hại gì nếu bạn bổ sung thêm các bài tập cơ bụng khác. Và dù bạn có làm gì để loại bỏ mỡ thừa, đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của chế độ ăn. Bạn sẽ không thể giảm mỡ và chướng bụng nếu cứ ăn đồ ăn sẵn và thừa calo. Vì thế, hãy ăn uống lành mạnh, tập thể dục và luôn kiên trì. Đó chính là công thức thành công. Nào, tới lượt bạn. Bạn có muốn thử bài tập hõm bụng này không? Hãy cho tôi biết kiểu bài tập bạn thích dưới một bình luận nhé. Nếu hôm nay bạn đã học được điều gì đó mới mẻ, thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ với bạn bè. Chúng tôi còn rất nhiều video thú vị khác để bạn khám phá. Bạn chỉ cần chọn video bên trái hoặc bên phải, nhấp vào thưởng thức thôi. Hãy luôn ủng hộ kênh Soi Sáng nhé!